Trước khi vào video, mọi người cho em xin một like và một subscribe để giúp cho kênh được phát triển hơn nha. Em cảm ơn mọi người. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Xem Nhà Online, kênh review nhà đất chính chủ không qua trung gian. Tức là em không phải là môi giới, mà em có để số điện thoại chủ nhà ngay giữa video cho mọi người liên hệ trực tiếp cho chủ nhà, không cần phải qua môi giới nha. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một căn nhà ngay mặt tiền đường Lê Văn Sĩ ở phường 14 quận 3. Đó, hiện tại em đang ở đường này là đường Lê Văn Sĩ nè mọi người. Nếu như mọi người đi thẳng về hướng đó đó là mọi người sẽ tới được ngay cái chỗ chợ Nguyễn Văn Trỗi á mọi người. Đó, còn đây là mặt tiền đường Lê Văn Sĩ. Như mọi người thấy đường Lê Văn Sĩ là một đường khá là nhộn nhịp nha mọi người. Còn ở đối diện là cái căn nhà này hôm nay muốn giới thiệu mọi người nè, cái căn Family Mart đó mọi người. Nhà mình có cái địa chỉ là 454 đường Lê Văn Sĩ, phường 14 quận 3 nha mọi người. Và nhà mình có cái diện tích bề ngang á là 4m4, bề dài là 20m hơn, kết cấu là hai lầu sân thượng, giá đang kêu là 26,4 tỷ. Thì hiện tại là do nhà đang cho Family Mart thuê á, thì em chỉ quay được tầng trệt với lầu 1 thôi, còn là lầu 2 với là sân thượng em quay không được, mọi người thông cảm với em nha. Thì vừa rồi mình có một vòng bên trong rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ quay thêm một vòng tiện ích xung quanh. Nhưng mọi người thông cảm nha, tại nhà đang cho Family Mart thuê á, cho nên là không có quay được rõ cái tiện ích. Bây giờ mọi người thấy không, đây là cái đường ngay chỗ Lê Văn Sĩ nè. Như mọi người thấy là xung quanh á, là đây là một trong những tuyến đường chính của ở bên quận 3 luôn nha mọi người. Đó, rất là nhộn nhịp luôn nha mọi người. Thì xung quanh là đầy đủ tiện ích luôn, từ ngân hàng cho tới trường học, bệnh viện hay cái gì cũng có nha mọi người, nha khoa. Đó, rất là đông đúc luôn. Ở đây có thêm một cái trường trung học cơ sở nè. Đó, đầy đủ luôn nha mọi người. Nói chung là khu vực này là kinh doanh rất là được nha mọi người. Thì em chắc em chỉ quay sơ tới đây thôi.